Em đã trở lại với channel của tôi. Ok, rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuỗi series con game Thần Thú Go nha anh em. Một con game gọi là Pokemon dành cho anh em nông dân chơi đó anh em ạ. Giống như là sự trở lại của MrTT đã ra cái video đầu tiên. Anh em đã comment hết lên video đó chưa? Ok, thì video này anh em nào chưa đăng ký bật subscribe MrTT nhớ để lại MrTT một đăng ký, một like nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm gì anh em? Hôm nay tôi sẽ bắt đầu. Ngày thứ mấy anh em? Nay là ngày thứ sáu rồi à? Sẽ quyết định chơi cái hộp phiến đá bồi dưỡng này nha anh em. Mở hộp coi, xem thử. Tại vì tôi đang thấy cũng sự kiện này mà không ai chơi thì nó chán quá anh em ạ. À. Nên hôm nay quyết định đập hộp bóc cho anh em xem thử là 150 hộp này nó sẽ lên được lật chiến bao nhiêu nha anh em. Thì sau cái video này chắc cũng khá là nhiều anh em bóc hộp giống như tôi thôi. Tại vì tôi thấy trang bị chúng ta cần khá là nhiều anh em ạ. Cái này tăng tỷ lệ phần trăm khá là ngon ấy. Để mà dùng sự kiện này thì chắc tôi cần phải bán thận anh em ạ. Bán thận anh em ạ. Đâu rồi, sự kiện nạp đó, đâu rồi. Đây. Chắc tôi sẽ bán một ít thận. Đây, 150 hộp luôn nha đây. Tôi sẽ mua gói này. Nó sẽ được thêm tầm. Lượm nó anh em ơi. Vừa hiện tại lên được con vip chính luôn nè. Số quà tích nạp. Quay KC nhé, hiện tại tôi sẽ đang còn được 3 vòng quay, quay hết luôn nè. Vô 60 vé nào. Ôi, 24 vé. Cũng khá là ổn đây nè mà. 53 vé quay đúng không? Chúng ta sẽ húp cái sự kiện top 1 này. Nói chung thì quà cáp nó cũng khá là cùi. Nhưng mà thực ra không ai chơi. Nên tôi chơi thử cho nó gọi là nó lố này mà. Ok, hiện tại nó lên được VIP chính. Tí nữa tôi sẽ up tiếp. Bây giờ sẽ đi mở anh em ơi. Mạnh nè. Sunkune này đây. Khá khá đấy. Mấy ạ. 150 hộp nhé. Để tôi sẽ mở ra bao nhiêu nha. Khủng khiếp anh em ơi. À, 154 lần nhé. Bây giờ tôi sẽ đi up bet nè. Được cái sự kiện này nha anh em. Super mới nè. Đấy, phải ăn được cái sự kiện này gọi là tôi sẽ đi bồi dưỡng ngang đèo với mấy con này luôn. Thì bồi dưỡng nó gọi là cứ gọi là phê mấy không ạ. Đỡ con này đi.
Thêm một em à? Thiếu mấy ông ạ? Một ít. Kiện nào đấy anh em ạ. Tập 1-2 kc đấy. Phút nè, tôi sẽ vào tôi mở phút được 3 phút nữa nè, ngon phết. Cơ bản như thế thôi, tiếp tục sẽ đi quay up con Mi Tu cho anh em xem nhé. 72 lần đúng không, chúng ta quay được 150 điểm là tôi sẽ được một con Mi Tu nữa nè. Tầm khoảng 5 vé anh em ạ. 5 vé thì sẽ được thêm một em nữa đấy. Để xem nữa coi. Có gói nào 5 vé nữa hay không? Xoắn như thế thôi anh em. Khá là cứng anh em ạ. Hôm nay xả toàn sự kiện cho anh em xem.
xoắn não khá là đen em ạ. Như con này tôi có rồi em ạ. Gọi là lên tương đối ổn anh em ạ. Giờ tôi sẽ vô để xem nữa, hôm nay sẽ up tiếp một con bé nào lên cho anh em xem nha. Nè. Tiến hóa anh em ạ. Nào tôi mới đi up thôi. Em Sleepy đủ bậc. Bốn bét rồi em ạ. Sẽ phun thêm một em 10 sao nữa cho em. Ổn nên em. Nó gọi là phải chất 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 lớn. Là phê anh em ạ. Máy phiến đá là tí nữa tôi ra tôi up sự kiện. À, 28 triệu lục chiến anh em ơi. Thì tôi còn up lên được nữa nhưng mà hiện tại thôi cứ từ thôi. Thì hôm nay là ngày 6 thì nói chung rảnh rảnh làm tí event cho anh em xem. Cơ bản nó đã lên được 29 triệu lập chiến nha này. 6 ngày thì tôi đã lên được hai con gọi là 10 sao, ngày mai tôi lên thêm một con Luia nữa. Với lại tôi sẽ up thêm một con Mitu lên 7-8 sao đó anh em ạ. Thật ra bây giờ tôi lên con này cũng được, lên 4 sao anh em. Ok, tôi sẽ làm luôn một cái food gọi là lên 4 sao con này luôn. Vài bữa nữa làm food luôn anh em ạ.
Food. Nhỉ. Đây, sẽ đi đánh cho anh em xem nhé. Bet hiện tại tôi đã lên được 743. Xin mã xếp hạng anh em. Cấp 56 nè. Thế nào? Không anh em. Chắc ngày mai tôi sẽ up thêm một con CC vào. Búp lên một con luôn đi. Hai rắn, hai con rắn lục à, xem thấy con nào nào nha. We got you. Ôi, phải lậm thêm một phát nữa anh em ạ. À. We got you. Sát thương gọi là khủng khiếp anh em ạ, mất chịu đựng. Ui dồi, thấy chưa? Anh em thấy Celebi up lên gọi là tăng cơ khá là ổn nha anh em, chịu đam khá là ok nè. Như thế thôi. Nói chung thì anh em nào S9 thì đang thiếu bom thì cảm ơn anh em đã tặng bom nha. Anh em nào S9 đang thiếu bom thì nhớ liên hệ tôi nha anh em, đang còn 138k bom. Thì nhấp nhả với anh em cho vui tí xíu đi, xong anh em nào thiếu bom thì cứ liên hệ tôi nha anh em. Ok, anh em nào S9 thì liên hệ, mà cảm thấy thiếu bom thì cứ alo cho Mr. T tặng cho em 10k bom, tôi sẽ vô tôi tặng nha. Sơ sơ cho vui gần 30 triệu lập chiến thôi. Ngày mai tôi sẽ làm một cái clip gọi là tổng kết 7 ngày nha anh em. Rồi, anh em nào mua đua top này thì vào đua nhé. Tôi nghĩ là top này anh em nào có điều kiện nạp thì chơi cũng khá là vui. Cái này là anh em sẽ được thêm một con hệ ám nữa nè. Đấy, tôi sẽ lấy con Mewtwo.
Chắc là sau 7 ngày tôi sẽ up con Mỹ Tù cho anh em xem nha. Rồi, ok, rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Anh em nhớ đăng ký lại nhé. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại.